chào cả nhà nha. Hôm nay là mùng 1 tháng 5 nha cả nhà. Thì bữa nay nhóm tụi em đang làm cơm để phát cho bệnh viện nha. Đó. Ha, cỡ 200-300 phần cơm gì đó. Phát cùng với sữa pho mi. Rồi thông báo với cả nhà là hôm nay nhóm em ăn mùng 5 sớm nha. Mùng 5 nè cả nhà. Bánh xèo, bánh khọt. Cùng với bánh ú và điểm tâm là trái dải nha cả nhà. Đó. Điểm tâm tráng miệng là trái dải nha. Đó. Bánh xèo, bánh khọt. Vô hết rồi. Đó, đoàn em đang vô cơm xong rồi nha cả nhà. Giờ đang ăn ăn xong rồi và chuẩn bị để mình đi phát cơm. Này ăn mùng 5 sớm nha cả nhà. Chị áo trắng này là chị Hiền trưởng nhóm đó. Rồi chúc tất cả mọi người đầu tháng được nhiều sức khỏe, mình đang và hạnh phúc ha. Rồi, mà ăn mùng 5 sớm với mình nha. Thì một lát nữa đi phát cơm á, mấy chị đi phát, em không có đi. Nhưng mà em cũng chúc cho cả nhà mình nhận được những phần cơm yêu thương của chị em mình ăn cho có nhiều sức khỏe nha cả nhà. Chị em có nhiều sức khỏe rồi để về nhà mình tiếp tục cuộc hành trình tiếp nha. Thì video tới đây cũng dài rồi, em xin chúc cả nhà mình buổi trưa ăn cơm vui vẻ, có nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà vào clip sau nha.